nay, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để khởi động xây dựng tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình đã yêu cầu các phường liên quan đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng. Đến nay thì 100% hộ dân đồng thuận chủ trương dự án, có 297 hộ đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng. Đến hết ngày 18 tháng 6, hội đồng bồi thường của dự án đã chuẩn bị các thủ tục để chi trả cho dự án, chi trả 145 trường hợp với tổng kinh phí là 900 tỷ đồng. Hiện nay thì tuyến Metro số 1 đang hoàn thiện. Các đơn vị chuẩn bị thủ tục mặt bằng triển khai tuyến Metro số 2 với tổng chiều dài tuyến là 11 km, tổng mức đầu tư là 47.890 tỷ đồng từ vốn vay ODA. Dự kiến cuối năm 2026 thì tuyến Metro số 2 sẽ đi vào hoạt động. Theo thông báo từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế tới toàn ngành hàng không, các chuyến bay đến Việt Nam vẫn không được phép chở khách, ngoại trừ các trường hợp nhập cảnh mang tính chất ngoại giao, công vụ, chuyên gia, thương gia, lao động tay nghề cao. Và trừ những trường hợp được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tất cả hành khách phải cách ly bắt buộc 14 ngày và tuân thủ những quy định hiện tại về cách ly và ngăn chặn dịch bệnh. Với các chuyến bay từ Việt Nam đi quốc tế thì tổ chức này thông báo là được phép chở cả hàng hóa và hành khách. Thông báo có hiệu lực từ 16 tháng 6, dự kiến tới 16 tháng 9, cho đến khi có thông báo tiếp theo. Mới đây thì Mitsubishi Motor Việt Nam đã gửi báo cáo lên Cục Đăng kiểm Việt Nam về hai đợt triệu hồi liên quan đến hơn 800 xe Mitsubishi Pajero i-MiEV và xe Lancer do bị lỗi. Dòng xe Lancer được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2011, gặp trục trặc ở cửa sổ trời và bộ căng dây đai tự động của động cơ. Còn Pajero và i-MiEV được sản xuất từ năm 2013 đến 2017 sẽ phải thay thế ngòi nổ túi khí phía hành khách. Tất cả các xe này được Mitsubishi Motor Việt Nam nhập khẩu và đã phân phối đến tay người tiêu dùng trong nước. Hai đợt triệu hồi liên quan đến 3 mẫu xe này bắt đầu được Mitsubishi Motor Việt Nam triển khai từ ngày 15 tháng 6. Thưa quý vị, sáng nay 443 đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua nghị quyết chuyển đổi phương án đầu tư một số dự án thành phần của dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo nghị quyết này, Quốc hội quyết định chuyển đổi từ phương thức đầu tư từ đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 3 dự án thành phần. Các dự án bao gồm Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Với quyết định này, hơn 23.400 tỷ từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ được bổ sung để đầu tư làm 3 đoạn trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Khoảng 20 giờ tối qua ngày 18 tháng 6, Triệu Quân Sự, phạm nhân trốn khỏi trại giam và từng bị vây bắt tại đèo Hải Vân đã bị công an bắt tại một quán game ở thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam. Như vậy, sau 15 ngày bị vây bắt và mất tung tích, phạm nhân mang án tù chung thân đã từng vượt 2 lần vượt ngục này đã bị bắt cách nơi để lại dấu vết cuối cùng khoảng 100 km. Đúng vậy. Khi công an ập vào bắt giữ, trên người Sự không có hung khí và đối tượng không chống đối. Khi bị bắt tại quán game, phạm nhân từng 2 lần vượt ngục vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và còn cười. Theo nhân viên quán internet nơi Triệu Quân Sự bị bắt giữ, Sự đến quán chơi game cả ngày lẫn đêm suốt 4 ngày qua. Tại cơ quan công an, phạm nhân Triệu Quân Sự khai báo mình đã thoát khỏi đèo Hải Vân bằng cách men theo bờ biển để vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, sau đó tiếp tục trốn thoát bằng đường ven biển từ Đà Nẵng đến Hội An và vào thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Toàn bộ số tiền chơi game đều do Sự bán đồ ăn trộm trên đường chạy trốn. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 6, phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam T10, quân khu 5, đóng trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bằng cách trèo qua tường rào khu giam. Đây là lần thứ hai phạm nhân này vượt ngục đào thoát. Đến chiều 4 tháng 6, Sự chạy đến đèo Hải Vân thì bị lực lượng trực chốt ra hiệu dừng xe. Lúc này, đối tượng tăng ga bỏ chạy, sau đó vứt xe máy bên đường, trốn vào rừng. Hàng trăm công an thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, quân khu 5 đã được huy động để vây bắt. Thưa quý vị, hôm qua ngày 18 tháng 6, lô hàng 500 con lợn sống đầu tiên nhập từ Thái Lan đã được vận chuyển về khu cách ly kiểm dịch tại xóm 3, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Sau khi cách ly, lô lợn sống này sẽ được đưa về chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam phục vụ khách hàng, góp phần bình ổn giá thịt lợn. Lô hàng 500 con lợn sống đầu tiên nhập khẩu từ Thái Lan đi bằng đường bộ qua Lào rồi nhập cảnh ở cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị và về Nghệ An. Mỗi con có trọng lượng từ 90 đến 130 kg. Đơn vị nhập lợn sống là công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đô Nghệ An, có trụ sở tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành.
Công ty thấy bên nước bạn thì giá nó rẻ, thành ra là công ty có hướng là nhập heo về để cung cấp cho thị trường để làm cho giá thành thị trường nó hạ nhiệt đi. Và cái lô hàng này là lô hàng đầu tiên là công ty nhập về 500 con và tương lai sắp tới là công ty mỗi ngày phải đưa về 4-5 ngàn con. Công ty chúng tôi và chợ đầu mối Hà Nam như vậy rất là được tự hào là cái chuyến lợn đầu tiên từ Thái Lan mà được về tiêu thụ tại chợ đầu mối Hà Nam. Thì chợ Hà Nam thì rất mong và có một cái lượng hàng đủ để đáp ứng cho người buôn người bán để làm sao cái giá thành đấy, nó dần dần nó ổn định. Tại khu cách ly kiểm dịch ở xóm 3 Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, đáp ứng được những yêu cầu điều kiện vệ sinh thú y nên được phép đưa đàn lợn sống nhập khẩu vào nuôi cách ly kiểm dịch. Tại đây, các cán bộ thú y chi cục thú y vùng 3 đã tiến hành hướng dẫn chủ hàng thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, giám sát, theo dõi sức khỏe động vật và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu đảm bảo an toàn dịch bệnh theo quy định. Trong vòng 5 ngày, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu để vận chuyển đến cơ sở giết mổ. Đàn lợn nhập khẩu từ Thái Lan phải từ những cái công ty đủ các điều kiện được phía Việt Nam chấp nhận. Thứ hai là đàn lợn phải được xét nghiệm và tiêm phòng các cái bệnh thống nhất giữa hai phía Việt Nam và Thái Lan. Khi đủ các cái điều kiện thì chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu để tiêu thụ trên thị trường trong nước. Từ ngày 12 tháng 6, các doanh nghiệp nhập khẩu đủ điều kiện của Việt Nam có thể thực hiện nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Việc thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Hiện có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. 3/4 dự án giao thông trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh bị vướng giải phóng mặt bằng. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo. Mở đầu là một bài viết được đăng tải trên báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài viết với nhan đề 3/4 dự án giao thông trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh bị vướng giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng vẫn là khâu làm chậm dự án công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, thành phố cần điều hành quyết liệt và hiệu quả hơn, huy động nguồn lực và phân bổ một cách khoa học chặt chẽ. Đó là nội dung mà Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tại buổi giám sát về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án giao thông trọng điểm vừa diễn ra. Khảo sát thực tế trong thời gian qua về vấn đề hạ tầng giao thông, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng khó khăn lớn nhất có thể thấy là bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo ông Nguyễn Tấn Tuyến, Phó Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì nguyên nhân do cứng nhắc trong áp dụng giá bồi thường không theo kịp giá thị trường khiến cho người dân không đồng thuận và khiến cho nhiều dự án bị kéo dài, có dự án kéo dài tới 20 năm. Vì thế, các cấp các ngành liên quan cần phải có sự phối hợp để tránh lãng phí nguồn vốn. Thưa quý vị, hiện nay tại Đà Nẵng, làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản và quốc tế ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ trở thành thách thức lớn khi phần lớn sinh viên sau khi ra trường chưa có nền tảng tốt, nhất là văn hóa Nhật Bản chưa được chú trọng trau dồi. Nhằm giải quyết bài toán đó, sáng nay ngày 19 tháng 6, tại Đại học Đông Á đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Đáng chú ý, đây là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại khu vực miền Trung Tây Nguyên đào tạo ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Sinh viên trong quá trình đào tạo sẽ đạt chuẩn tiếng Nhật chất lượng cao tiệm cận N1. Ngoài ra, với khoa chuyên ngành này, Đại học Đông Á cũng sẽ đào tạo cho sinh viên toàn trường thuộc tất cả 29 chuyên ngành khác đạt năng lực Nhật ngữ ở mức N3, có kỹ năng giao tiếp và kiến thức văn hóa xã hội, văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu thực tập sinh hoặc làm việc tại Nhật sau khi ra trường và đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các công ty tập đoàn quốc tế đầu tư vào Việt Nam. Hiện tại, Đại học Đông Á cung cấp lao động cho Nhật Bản là 4.000 sinh viên sau khi tốt nghiệp thuộc các ngành điều dưỡng, quản trị kinh doanh. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc trong sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Đã có 440 trên 446 đại biểu tán thành, chiếm 91,1 số đại biểu tham gia biểu quyết. Quốc hội đã bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm để đảm bảo tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô vừa. Theo chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải, đối với việc mở rộng đối tượng được giảm thuế nêu trên, số giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020 tăng từ 15.800
840 tỷ đồng, lên khoảng 23.000 tỷ đồng so với phương án chính phủ trình. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội và nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh trong thời gian. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày tháng 6 này, chúng tôi những người làm việc trong lĩnh vực báo chí đều rất vui khi được nhắc đến một ngày đặc biệt, ngày mà chúng tôi có thể tự hào nói về chính mình. Đó chính là ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Để mang lại những thông tin cập nhật chân thực nhất là sự làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí phải lao vào những điểm nóng. Thành công của một người làm báo chính là những tác phẩm được khán giả đón nhận. Và để tri ân những con người thầm lặng đó, hôm qua Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo cho các hội viên. Với mục đích nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, cổ vũ, động viên và phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ghi nhận biểu dương, khen thưởng những đóng góp quan trọng của các nhà báo, phóng viên đang công tác và làm việc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một lễ kỷ niệm đã được tổ chức trong không gian sang trọng, ấm cúng. Và thật sự là tôi rất là tự hào khi là được là một thành viên trong đại gia đình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngày hôm nay được dự lễ kỷ niệm nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì bản thân tôi cảm thấy mình rất là may mắn khi mà ngày sinh nhật của mình lại rơi đúng vào ngày mà về sau lại là gắn bó với cả sự nghiệp công việc của mình. Thì tôi luôn thấy tự hào và tôi cảm thấy vinh dự khi mà được nhìn, được ngắm thành tích của các anh các chị, của những người thế hệ đi trước đã giành được. Và đó cũng là nguồn động lực để chúng tôi, những thế hệ sau sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, đội ngũ nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tại buổi lễ, 23 cán bộ là phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên của đài đã được vinh danh. Tôi thì cũng đã có quá trình công tác gần 20 năm và cho đến hôm nay thì cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được nhận cái huy chương vì sự nghiệp báo chí do chính tay Tổng Giám đốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam trao tặng. Và tôi nghĩ là cái sự cống hiến của mình cũng đã được ghi nhận và chính cái sự ghi nhận đó thì tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ cần phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa. Tham gia buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Thế Kỳ đã chia sẻ, nếu chúng ta không nỗ lực vươn lên thì rất có thể chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị chính là nhiệm vụ của mỗi người làm báo.